Kính mời toàn thể những gì có mặt trong sân lễ của chùa An Hòa Thượng, chúng ta đồng đứng lên, có khăn, lồng khăn, có nón, lồng nón để chuẩn bị cúng thỉnh chào mừng.
tổ chức đại lễ cùng đồng đạo rất trân trọng chào mừng đoàn theo hoa cung thỉnh chân dung quốc thầy từ tổ đình về an hòa thiện cùng đi với ban trị sự trung ương có ban phụng sự tổ đình và thân trọng ban hòa tự chùa an hòa tự quý khách và toàn thể quý đồng đạo đồng cung thỉnh chân dung đức quỳnh giáo chủ về đến chùa an hòa tự tự để an vị nơi chánh điện. Thank you.